Hôm nay á, mình sẽ học cái bài đầu tiên của siêu âm sản chị ha. Thì cái bài đầu là bài siêu âm khảo sát vùng chậu nữ. Thì bài này có bốn mục tiêu các anh chị cần nắm. Thứ nhất là nắm được các cái bước siêu âm khảo sát vùng chậu. Thứ hai, các anh chị nắm được cái vai trò của siêu âm âm đạo và siêu âm não bộ trong khảo sát vùng chậu của phụ khoa. Thứ ba là các anh chị nắm được một số chỉ định của siêu âm vùng chậu. Và thứ tư là cái phần quan trọng, các chị phải nắm được một số hình ảnh bất thường của các cơ quan vùng chậu trên siêu âm. Thì mình lướt sơ qua một chút về giải phẫu học vùng chậu nữ. Thì vùng chậu nữ nó gồm vùng đại khung và tiểu khung, các chị thấy ạ. Thì cái vùng mà đại khung tức là cái phần các cơ quan trong ổ bụng, còn cái phần tiểu khung thì nó là cái vùng dưới này, nó gồm tử cung ạ. À, đây là tử cung, bàng quang ở trước tử cung ạ. À, trực tràng phía sau tử cung và các cái mạch chậu bạch huyết kèm với lại các cái thần kinh nuôi cái vùng tiểu khung này. Thì đối với siêu âm vùng chậu thì người ta có thể sử dụng siêu âm ngã bụng và siêu âm ngã trực tràng, ngã âm đạo trực tràng. Thì siêu âm ngã âm đạo trực tràng là một cái phương tiện mà siêu âm thường quy nhất người ta sử dụng để đánh giá vùng chậu nữ, vì nó thứ nhất là ưu điểm có độ phân giải cao. Tuy nhiên cái siêu âm ngã âm đạo nó hạn chế nha, nó hạn chế là cái trường khảo sát của nó không có được rộng. Thứ như hai nữa là nó không có khảo sát được cái vùng bụng, vì cái trường của nó chỉ hạn chế thôi. Và thêm một điểm nữa là khi mà các chị siêu âm ngã âm đạo thì bàng quang bắt buộc phải trống. Thì đối với những trường hợp mà nhân sơ tử cung to hoặc là những cái trường hợp mà tử cung nó kéo cao lên vùng bụng thì các chị siêu âm ngã âm đạo các chị sẽ không khảo sát được tử cung và buồng trứng. Thì những trường hợp đó các chị nên sử dụng siêu âm ngã bụng. Thì siêu âm ngã bụng nó có ưu điểm là cái trường quan sát nó sẽ rộng hơn, nó vừa qua siêu âm được vùng đại khung tức là vùng bụng ở trên và vùng tiểu khung ở dưới, kèm thêm là cái đầu dò âm đạo thì nó đầu dò của ngã bụng á, thì thường nó cũng là thường quy hơn. Tuy nhiên đối với siêu âm ngã bụng mà để tiếp cận cái vùng tiểu khung như tử cung và buồng trứng thì độ phân giải nó thấp, thì có thể mình sẽ khó quan sát cái buồng trứng và tử cung. Thứ hai nữa là bắt buộc khi siêu âm ngã bụng các anh chị phải có cái bàng quang đầy, thì bệnh nhân phải mất thời gian để nhịn tiểu. Thì tùy các anh chị khi mà mình gặp cái trường hợp ca bệnh mà nó thuận lợi để siêu âm ngã bụng thì mình thực hiện siêu âm ngã bụng, thuận lợi siêu âm ngã âm đạo thì mình thực hiện siêu âm ngã âm đạo. Tuy nhiên đa số những trường hợp mà siêu âm vùng chậu nữ thì ngã âm đạo là một cái ngã mà ưu điểm nhiều hơn, thấy rõ hơn và dễ dàng khảo sát cái cơ quan của nó hơn. Thì một số chỉ định thường gặp của siêu âm vùng chậu như là đau vùng chậu này, bệnh nhân có khối u vùng chậu, hoặc là những trường hợp mà rối loạn kinh nguyệt, trễ kinh, rong kinh hoặc là vô kinh vân vân, hoặc là các trường hợp mà chảy máu bất thường và liên quan tới các cái bất thường về chảy máu bất thường do cái cơ quan sinh sản, hoặc là các trường hợp như bất thường về nội tiết như buồng trứng đa nang này, hoặc là các trường hợp các anh chị cần phải khảo sát bất thường của tử cung, đánh giá vùng chậu ở bệnh nhân hiếm muộn, rồi những dấu hiệu của viêm vùng chậu chẳng hạn, hoặc là các cái chỉ định mà bệnh nhân đã có những cái bất thường vùng chậu trước đó chẳng hạn như nhân sơ tử cung hoặc là những cái ô buồng trứng trước đó mà các anh chị muốn đánh giá lại. Và thêm một cái ứng dụng của chỉ định siêu âm vùng chậu nữa là những trường hợp mà sau sanh hoặc là những trường hợp sau mổ lấy thai. Thì các bước siêu âm vùng chậu, khảo sát vùng chậu thì bao gồm 5 bước. Thứ nhất là các chị phải chuẩn bị bệnh nhân và phương tiện. Thứ hai, các chị khảo sát tử cung thì có 2 bước. Khảo sát tử cung ở mặt cắt dọc giữa, khảo sát tử cung ở mặt cắt ngang. Bước tiếp theo là các chị khảo sát phần phụ. Và bước cuối cùng các chị kết thúc và ghi nhận kết quả. Thì bây giờ mình sẽ đi vào từng bước một ha các anh chị. Thì bước một là mình chuẩn bị bệnh nhân. Mình chuẩn bị như thế nào ạ? Thứ nhất là mình phải chuẩn bị một cái không gian. Không gian đó thứ nhất là phải riêng tư. Thứ hai là nó phải đảm bảo sự kín đáo. Bệnh nhân phải được cảm thấy thoải mái trong cái không gian đó. Người siêu âm nếu như mà là bác sĩ nam thì phải cần một cái người phụ là bác sĩ, là một cái người phụ là nữ, hoặc là cái người mà đi kèm với bệnh nhân để làm sao để nó đảm bảo tính là riêng tư và đảm bảo tính minh bạch khi mà mình thực hiện siêu âm trên một bệnh nhân phụ nữ. Rồi tư thế bệnh nhân mình chuẩn bị thì là nếu như siêu âm bụng thì bệnh nhân sẽ nằm ngửa ha,
và nằm ngửa. Còn nếu mà siêu âm phụ khoa thì các chị sẽ làm bệnh nhân nằm tư thế phụ khoa, hai chân co và hơi dạng, để mình có thể thực hiện siêu âm đầu dò âm đạo dễ dàng. Thì bác sĩ thì đa số thường thường là bác sĩ sẽ đứng bên cạnh hoặc là ngồi bên cạnh bệnh nhân. Còn đối với mà những trường hợp siêu âm âm đạo thì các anh chị có thể là đứng phía dưới, thấp phía dưới chân của bệnh nhân để mình thực hiện cái thao tác đầu dò nó dễ dàng hơn. Chuẩn bị bệnh nhân, mình còn thêm việc chuẩn bị hồ sơ của bệnh nhân, tức là về những cái hồ sơ cũ của bệnh nhân này, những bệnh lý trước đó của bệnh nhân này, những cái siêu âm mà bệnh nhân đã thực hiện trước đó để mình biết thêm về bệnh lý của bệnh nhân, về chỉ định bệnh nhân đi siêu âm. Và chuẩn bị bệnh nhân còn có thêm cái động tác là mình phải hỏi bệnh, tức là mình phải hỏi về bệnh sử, rồi hỏi về tình trạng lập bệnh nhân đã lập gia đình hay chưa, vì siêu âm ngã âm đạo cái chuyện này rất là quan trọng. Bệnh nhân độc thân thì các anh chị phải giải thích cho bệnh nhân chuyện siêu âm ngã bụng, ngã trực tràng như thế nào. Còn đối với bệnh nhân mà có gia đình thì mình mới thực hiện được cái chuyện mà siêu âm ngã âm đạo. Và chuyện siêu âm ngã âm đạo này là hoàn toàn là tự nguyện nha các chị. Khi bệnh nhân mà mặc dù đã có chồng hoặc bệnh nhân đã có quan hệ nhưng bệnh nhân không đồng ý thực hiện siêu âm ngã âm đạo thì mình cũng không có tiến hành cái thao tác siêu âm ngã âm đạo này, thì mình có thể lựa chọn siêu âm ngã bụng hoặc siêu âm ngã trực tràng nếu như bệnh nhân đồng ý. Tiếp theo trong cái bước chuẩn bị thì mình chuẩn bị về phương tiện. Phương tiện là mình có hai loại đầu dò, thứ nhất là đầu dò bụng thì thường là tần số nó từ 3.5 đến 5 MHz, đầu dò âm đạo thì tần số từ 5 đến 12 MHz. Rồi còn cái đầu dò, khi mình sử dụng đầu dò âm đạo thì mình có thêm một bước là mình chuẩn bị cái bọc đầu dò âm đạo. Thì thông thường người ta có một cái dụng cụ bọc sẵn được mua là giống như cái hình bên này đó chị. Hình bên này thì mình sẽ sử dụng cái đầu dò có sẵn. Còn thường ở bệnh viện Hùng Vương hoặc là một số cơ sở khác thì người ta hay sử dụng là cái bao cao su ạ. Thì bao cao su này có thể là mình sử dụng một bao để mình bọc cái đầu dò hoặc là hai bao tùy các chị. Nhưng mà theo mình á, thì mình nên nghĩ các chị nên sử dụng một bao thôi, vì đã có một số trường hợp là khi mình rút cái đầu dò siêu âm ra thì nó rớt lại một cái bao trong cái âm đạo của bệnh nhân mà mình không có biết. Cho nên nếu các chị mà sử dụng hai bao thì khi nào rút ra phải kiểm tra xem coi có đủ hai bao không ạ. Và đây là cái cách mình bọc cái bao vào trong chỗ cái đầu dò âm đạo. Thì cái này thực sự khi mình làm quen thì các chị làm cũng dễ thôi. Và khi các chị đi thực hành thì các bác sĩ thực hành sẽ hướng dẫn các chị làm cái này. Rồi về kỹ thuật thì khi mà siêu âm ngã bụng thì mình phải chuẩn bị cái bàng quang căng ha. Và mình sẽ đặt đầu dò ở vùng trên xương vệ để mình khảo sát tử cung và buồng trứng, tức là khảo sát vùng tiểu khung. Còn nếu như đầu dò âm đạo thì các anh chị sẽ bọc cái đầu dò, sau đó các anh chị sẽ đưa đầu dò từ từ ngoài vùng tiền đình theo âm đạo và đi dọc dọc theo âm đạo đi vào tới cổ tử cung. Thì khi các anh chị sử dụng cái đầu dò âm đạo thì các anh chị phải nắm các cái bước định hướng về đầu dò ha, và kỹ thuật. Thì khi mà các chị sử dụng đầu dò âm đạo thì mình có ba cái kỹ thuật mình cần thực hiện khi mà mình dùng đầu dò âm đạo. Kỹ thuật thứ nhất là mình xoay đầu dò theo trục dọc và thường là ngược chiều kim đồng hồ. Đây ạ. Các chị xoay ngược chiều kim đồng hồ để mình định hướng cái vị trí và định hướng trước sau trái phải nó sẽ chính xác. Còn khi các chị mà xoay cùng chiều kim đồng hồ thì cái định hướng nó sẽ ngược lại. Cho nên thường thường người ta sẽ quy ước là mình sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ. Cái thao tác thứ hai là mình sẽ nghiêng cái đầu dò hướng ra phía trước, sau hoặc trái phải. Mình sẽ nghiêng như vậy ạ. Cái đầu dò như thế này các chị nghiêng xuống, nghiêng lên, nghiêng xuống, nghiêng lên. Đó là thao tác nghiêng. Và thao tác đẩy cái đầu dò, tức là khi các chị cầm cái đầu dò, tưởng tượng cái tay này là cái đầu dò thì các chị đẩy tới trước và rút lui sau. Cái đó là thao tác đẩy đầu dò vào trong và rút ra. Đẩy tới trước thì mình sẽ thấy cái, để cho mình gần cái cấu trúc mình cần quan sát hơn, và khi mà có lực đè ép lên cái cấu trúc đó mà mình muốn giảm cái áp lực thì mình sẽ rút cái đầu dò ra. Tương tự như khi các chị đo chiều dài kênh của tử cung thì các chị phải sử dụng cái thao tác này. Rồi, cái bước thứ nhất là mình đã xong rồi ạ, là các chị chuẩn bị đầu dò và chuẩn bị bệnh nhân. Cái bước tiếp theo là bước khảo sát của anh chị. Thì bước đầu tiên khi mình đưa đầu dò vào tới là trong cổ tử cung của bệnh nhân thì mình sẽ tiếp theo là mình khảo sát tử cung ở mặt cắt dọc giữa.
Thì ở bước này các chị phải khảo sát cái gì? Các chị khảo sát nhất là âm đạo, bàng quang và trực tràng. Thứ hai là các chị khảo sát cổ tử cung. Thứ ba các chị phải định hướng được cái đầu giò để mình biết được là mặt trước của tử cung, mặt sau của tử cung, bên phải bên trái của tử cung. Và mình khảo sát tử cung gồm những cái điểm nào? Thứ nhất là tư thế, thứ hai là mình phải đo được kích thước tử cung, thứ ba mình sẽ đo được nội mạc tử cung, và cuối cùng của bước thứ hai này các chị đánh giá được cái dịch ở túi cung. Thì đây là cái hình ảnh tử cung ở mặt cắt dọc trên đầu giò bụng, và cái hình dưới là mặt cắt dọc trên đầu giò âm đạo. Thì mình phải xác định được cổ tử cung túi cung trực tràng ở sau đáy tử cung đây và mặt trước này là bàng quang. Mình sẽ đi chi tiết mà đây là bước đầu tiên của khảo sát tử cung ở mặt cắt dọc. Thì các chị bắt đầu đưa đầu giò từ ngoài vùng tiền đình đi vào, thì các chị vừa đưa đầu giò và vừa để đầu giò ở chế độ free, tức là chế độ đang hoạt động á, để mình thấy hình ảnh động. Thì mình sẽ thấy được là cái đường của mình đi vào, mình sẽ thấy âm đạo, cái đường đi âm đạo mà mình sẽ đi vào. Đây là âm đạo là cái đầu giò mình sẽ đi theo hướng này. Phía trước của âm đạo sẽ là có niệu đạo và bàng quang, phía sau âm đạo là trực tràng. Sau khi các anh chị đi hết âm đạo thì các anh chị sẽ thấy cái cổ tử cung như thế này. Cổ tử cung nó sẽ gồm mép trước và mép sau, và một cái đường ở giữa gọi là kênh cổ tử cung. Nó có một cái lớp niêm mạc kênh cổ tử cung, nó nằm một đường phản ánh sáng ở đây. Và ở cổ tử cung bình thường thì có thể các anh chị sẽ thấy một vài cái nang phản ánh trống ở cái mép trước hoặc mép sau, đó là cái nang nabot, là hình ảnh bình thường của cổ tử cung các chị. Và đây là cái hình ảnh mà mình thực hiện siêu âm khi mình đi vào. Từ từ các anh chị đi vào thì các anh chị sẽ thấy âm đạo được không ạ? Hơi nhanh một chút và các anh chị sẽ thấy âm đạo đây phía trước là bàng quang nè, phía sau là trực tràng. Mình coi lại lần nữa nha các anh chị. Đó là cái thao tác đầu tiên khi mình đưa đầu giò từ ngoài vùng tiền đình đi tới cái tứ cung và tới cổ tử cung. Thì ở mặt cắt dọc giữa của cổ tử cung mình sẽ thấy cái gì Mặt cắt dọc giữa của tứ cung Khi mình đi vào tới tử cung rồi, mình sẽ thấy đây là cái cổ tử cung các anh chị, và đây là thân tử cung. Cái đường phản âm sáng ở giữa này là cái nội mạc tử cung, ở đây là đáy tử cung mặt sau mặt trước. Nội mạc đây là cái vùng ở dưới này là nội mạc. Đây là người ta đang đo cái chiều dài của tử cung. Đây là đường kính trước sau của tử cung. Cái đường kính này thường là mình sẽ hay sử dụng nhất Và đây là mặt cắt ngang của tử cung. Người ta đo đường kính ngang. Đường kính này cũng rất là ít sử dụng. Đa số mình chỉ sử dụng cái đường kính trước sau của tử cung thôi chị. Mình hay gọi là DAP. Thì để đo được cái tử cung và định hướng được tư thế của tử cung thì các chị phải định hướng được cái đầu giò. Khi các chị cầm một cái đầu giò âm đạo thì mình sẽ thấy rằng là nó có một cái mặt cơ ở phía trước á, để nó định hướng cái đó là ở trước và mặt sau. Thì khi mình đưa cái đầu giò vào trong âm đạo mà đúng cái định hướng của nó thì phía trước là nó tương ứng với cái phần mà đầu giò các chị đưa vào nè. Đây là mặt trước nè, phía đầu phía chân và phía sau. Thì đối với cái đầu giò mà khi các chị đối chiếu qua cái hình ảnh trên siêu âm thì các chị thấy cái phần đầu giò mà đụng vào, người ta sẽ đụng vào ngay cái cổ tử cung ngay chỗ này và mặt trước tử cung đây thì phần này là phần phía dưới cái phần đáy tử cung thường đa số nó sẽ hướng phía trước và lên trên đầu. Đây là phần trước phía bụng của bệnh nhân á chị. Phần này là phần đầu của bệnh nhân nè, đây là một cái tử cung ngã trước ha. Và phần phía mà trực tràng các chị thấy phần này nó sẽ nằm sau. Phần nằm sau ở đây thì nó sẽ tương ứng với phần nằm sau lưng nè.
Còn cái phần mà ngay các chị thấy cái mặt cơ này nó hiển thị trên cái màn hình siêu âm thì phần này tương ứng đây là cái đầu giò các chị đẩy vào nè. Cái là phần cong của đầu giò này thì nó sẽ ngay cái mặt trước, mép trước của cổ tử cung hoặc là trước của đoạn eo tử cung. Thì cái này các anh chị dễ tưởng tượng hơn là lúc mà mình đi thực hành lâm sàng, các chị sẽ tập định hướng lại cái này để mình biết là khi nào thì cái tử cung nó ngã trước, khi nào cái tử cung ngã sau. Thì đối với mặt cắt dọc giữa tử cung thì nó có hai cách thể hiện trên siêu âm. Thì cách thể hiện thường quy nhất là người ta thể hiện bằng cái rẽ quạt từ trên nhìn xuống, thì cách dạy định hướng này sẽ giống y chang như định hướng của đầu giò bụng vậy. Cái mặt này là mặt ở phía dưới bên này là trên đầu của bệnh nhân trước và trên đầu, cái phần này là phần sau phần trực tràng Còn cái định hướng bên cạnh này là định hướng ngược lại, cái chùm tia nó đi ngược từ rễ quạt phía dưới rễ quạt lên, thì cái này thường thường là ít sử dụng ở Việt Nam mình. Thì bước trong cái bước mà các chị xác định tử cung thì các chị phải xác định được tư thế của tử cung. Thì tư thế tử cung bình thường mình sẽ có tư thế là gập trước hay là gập sau, dựa vào cái vị trí của cổ tử cung, và ngã trước hay ngã sau là dựa vào ngã trước hay ngã sau là dựa vào tư thế của cổ tử cung, và gập trước hay gập sau là dựa vào tư thế của thân tử cung. Thì mình chia ra những cái loại tử cung, ví dụ như tử cung bình thường là nó hay ngã trước và gập trước, hoặc là nó có loại tử cung vừa ngã sau và gập sau. Thì nó cũng có một số loại tử cung là nó mặc dù là nó ngã sau, cái cổ tử cung nó ngã sau nhưng mà cái thân tử cung nó lại gập ra trước, hoặc là một loại là tổ tử cung ngã sau và thân tử cung nó ngã sau. Đây là cách chia theo cổ tử cung và thân tử cung. Tuy nhiên trên lâm sàng các chị sẽ không có ứng dụng cái cách chia này vì nó hơi phức tạp. Thì trên lâm sàng mình chỉ chia theo hai cách. Thứ nhất là cổ tử cung ngã trước, mình dựa vào cái đáy tử cung so với bàng quang. Nếu như mà cái đáy tử cung này nó hướng về phía bàng quang khi các chị siêu âm ngã âm đạo thì đây là một cái tử cung ngã trước. Còn trường hợp thứ hai là cái đáy tử cung mà nó xa ra, nó hướng xa ra so với bàng quang, đây là bàng quang ở mặt trước cái đáy tử cung nó hướng xa ra khỏi cái bàng quang thì là tử cung ngã sau. Còn những cái trường hợp mà tử cung ngã trước gập sau thì sẽ gặp ở một số trường hợp chẳng hạn như lạc được mạc trong cơ tử cung, hoặc là những trường hợp mà sau mổ xanh thì các chị mới thấy cái hình ảnh đó. Và cái đó cũng rất ít ứng dụng trên lâm sàng, mình chủ yếu là mình chỉ sử dụng là cái đáy tử cung, tương quan giữa đáy tử cung so với bàng quang hai các anh chị. Rồi. Và đây là cái cách để mình đo tử cung Thì thường mình sẽ sử dụng cái đường kính trước sau này để mình ước lượng cái độ lớn của tử cung. Thì đường kính trước sau ở tuổi mà chưa sinh đẻ thì thường từ 2 đến 4 cm, ở tuổi đã sinh đẻ thì thường là 3 đến 5 cm, tức là từ 30 đến 50 mm khi các chị đo trên siêu âm là bình thường. Rồi, trong cái bước đánh giá tử cung các chị phải đánh giá nội mạc. Thì nội mạc nó có bốn cái chu kỳ khác nhau. Nếu mà đầu chu kỳ thì nội mạc nó sẽ mỏng, giữa chu kỳ thì nội mạc nó sẽ có hình hạt cà phê, còn cuối chu kỳ thì nội mạc nó sẽ dày và cái đường giữa nó sẽ không có rõ, tức là cái nội mạc giai đoạn kế tiếp nó sẽ dày. Thì đối với mỗi cái chu kỳ thì nội mạc nó khác nhau, giai đoạn đầu nó mỏng, giai đoạn cuối chu kỳ thì nó dày. Và cái chiều dày mà lớn nhất của nội mạc bình thường là khoảng 14 mm. Còn nếu như mà cái nội mạc mà chiều dày, bề dày của nó mà lớn hơn 40 mm thì 14 mm, đó là một cái nội mạc nó dày hơn bình thường. Thì để đo bề dày của nội mạc tử cung thì các chị phải cắt được mặt cắt dọc giữa, thấy rõ cái đường giữa nội mạc. Thì nội mạc thường là nó là một cái lớp phản âm kép hơn so với cơ tử cung, hoặc là một cái lớp phản âm dày ở cái giai đoạn kế tiếp, tức là giai đoạn nửa sau chu kỳ nằm giữa nội mạc thì các chị sẽ thấy được hai cái bờ của nội mạc, tức là lớp đáy của nội mạc thành trước và lớp đáy của nội mạc thành sau. Thì mình sẽ đo từ bờ ngoài của lớp đáy nội mạc thành trước và bờ ngoài của lớp đáy nội mạc thành sau, chỗ lớn nhất vuông góc với đường giữa nội mạc. Đây là cái cách đo các chị ha. Đây bờ ngoài của mép của cái lớp đáy nội mạc thành sau tới bờ ngoài của lớp đáy nội mạc thành trước, đi ngang qua cái đường giữa nội mạc và vuông góc với đường giữa nội mạc.
trong những cái trường hợp mà nội mạc có những cái tổn thương nội mạc mà không quan sát rõ thì mình đo qua cái tổn thương luôn, chẳng hạn như những trường hợp polyp nội mạc tử cung nè, nhân xơ lằn tử cung mà các chị không thấy rõ giới hạn thì mình đo luôn qua cái tổn thương luôn. Còn trong những trường hợp mà các chị thấy giới hạn của nội mạc rõ thì mình chừa cái tổn thương đó ra và mình chỉ đo nội mạc thôi. Trong trường hợp có dịch trong lằn tử cung, dịch thì thường nó sẽ một cái lớp phản âm trống ở giữa, nó tách hai cái lớp nội mạc ra hai bên, thì mình sẽ đo cái nội mạc thành trước riêng và nội mạc thành sau riêng, mình cộng hai cái chỉ số đó lại thì nó sẽ ra là chỉ số của nội mạc tử cung. Và bước cuối cùng của cái bước thứ hai là các anh chị đánh giá dịch cuối cùng. Thì bình thường ở túi cùng sẽ có một ít dịch phản âm trống, thể tích nó khoảng 15 đến 25 mm. Còn trong cái những trường hợp chẳng hạn như trường hợp rụng trứng nè, trường hợp thai ngoài tử cung vỡ này, hoặc là những trường hợp có cái nang xuất huyết buồng trứng thì mình sẽ thấy dịch cuối cùng phản âm nó có thể là kém hoặc là trống. Tùy những trường hợp thì lớp dịch cuối cùng đó mình sẽ được đo bằng khoảng cách từ trước ra sau, hoặc là các chị có thể đo bằng cách ước lượng cái dịch cuối cùng đó bằng cách mình nhìn á. Cái dịch cuối cùng mà nếu nó chỉ ở 1/3 dưới cái bề dài của tử cung á, so với cái đáy tử cung á, nếu như mà lớp dịch đó chỉ 1/3 dưới so với đáy tử cung thôi thì nó là lớp dịch cuối cùng mà ít, nó trung bình. Nếu như cái lớp dịch này các anh chị thấy nó tới 1/3 giữa so với đáy tử cung, còn nếu như lớp dịch này mà nó tràn ra tới đáy tử cung đó là một cái lượng dịch cuối cùng mà nhiều, đó là tính một cách ước lượng. Và hiện tại thì người ta không có một cái ngưỡng cutoff nào gọi là dịch cuối cùng bình thường hết, người ta chỉ có nhắc đến là dịch cuối cùng nó sẽ có ở những trường hợp bình thường khoảng 15 tới 25 ml. Và mình cũng trên siêu âm thì mình cũng chưa có một cái cách nào là hay ứng dụng để mình đo dịch cuối cùng ngoài cái chuyện là mình ước lượng hoặc là mình đo cái khoảng cách của dịch cuối cùng mà mình xác định là có dịch cuối cùng hay không có dịch cuối cùng, và ước lượng là ít, vừa hoặc nhiều. Rồi, bước thứ ba các anh chị sẽ khảo sát tử cung ở mặt cắt ngang. Thì sau khi các anh chị đặt đầu dò dọc theo âm đạo, các anh chị khảo sát được mặt dọc thì các anh chị xoay đầu dò ha, xoay đầu dò ngược chiều kim đồng hồ thì các anh chị sẽ thấy được mặt cắt ngang của tử cung. Là cái mặt cắt này thường mình dùng để khảo sát cơ tử cung, các cái bất thường ở cơ tử cung, ví dụ như nhân xơ tử cung này, vị trí của nhân xơ tử cung, hoặc là mình sẽ xác định được bất thường của tử cung bẩm sinh dựa vào cái khảo sát cái nội mạc ở đáy tử cung. Thì bình thường ở đáy tử cung mình sẽ thấy một cái đường nội mạc nó hình elip. Nếu như mà ở đáy tử cung các chị thấy nội mạc nó chia ra làm hai như thế này, ở giữa nó có một cái đường cơ, thì đây là một cái dấu hiệu gợi ý có thể đây là một trường hợp bất thường tử cung, chẳng hạn như tử cung có vách ngăn, tử cung hai sừng, hoặc là tử cung đôi. Thì những trường hợp này các anh chị phải cần làm thêm những cái mặt cắt khác để mình xác định bất thường tử cung này, hoặc là nếu cần thiết thì mình cần phải dựng cái mặt tráng trên 3D để mình chẩn đoán xác định cái loại bất thường tử cung. Còn trên 2D thì mình chỉ có những cái dấu hiệu gợi ý để nghi ngờ thôi. Đó là bước thứ ba. Và bước thứ tư các anh chị tiếp tục là mình khảo sát hai phần phụ. Thì hai phần phụ nó bao gồm gì? Gồm buồng trứng và tai vòi. Buồng trứng thì mình sẽ khảo sát kích thước u buồng trứng hoặc là những cái nang buồng trứng. Tai vòi thì mình sẽ khảo sát coi thử nó có bất thường về tai vòi khi viêm hay ứ dịch hay không. Thì khi mà trên một cái hình ảnh cắt ngang buồng trứng mở rộng như này thì các anh chị sẽ thấy là buồng trứng thường thường nó sẽ nằm hai bên tử cung ngang với mức cái dây chằng tử cung buồng trứng, và nó nằm trên cái tĩnh mạch hạ vị. Bởi vậy khi mình tìm buồng trứng thì mình sẽ đưa cái đầu dò các chị từ mặt cắt ngang, khi mà các chị cắt ngang ở bước thứ ba thì các chị đã cắt ngang tử cung rồi, thì giữ nguyên cái mặt cắt đó và các chị hướng cái đầu dò, di chuyển cái đầu dò sang bên phải hoặc bên trái trong trường hợp các chị khảo sát buồng trứng phải hoặc buồng trứng trái. Ví dụ như khi mình khảo sát buồng trứng phải thì mình hướng cái đầu dò sang phía bên phải của bệnh nhân, vẫn giữ nguyên cái đầu dò đang ở mặt cắt ngang đó, hướng về phía màu chậu bên phải và hơi chút xuống phía xương cùng cục,
thì mình sẽ thấy được buồng trứng nó nằm trên tĩnh mạch hạ vị. Đây ạ, hình ảnh buồng trứng, và buồng trứng thường thường nó là cấu trúc phản âm kém, nó có các cái nang xung quanh cái nang trứng, nang noãn trống, và nó nằm trên cái tĩnh mạch hạ vị. Một số trường hợp mình sẽ không thấy được buồng trứng, ví dụ như khi buồng trứng bị bóng lưng nó che, hoặc là những trường hợp mà nhân sơ tử cung to thì nó đẩy cái buồng trứng lên trên cao mình cũng không thấy được, thì những trường hợp đó có thể mình sẽ dùng cái đầu dò bụng mình tìm. Hoặc là những trường hợp mà bệnh nhân trước dậy thì hoặc là bệnh nhân sau mãn kinh thì buồng trứng nó teo nhỏ các chị cũng khó thấy, hoặc là những trường hợp sau phẫu thuật cắt tử cung thì cái vị trí buồng trứng á, nó sẽ thay đổi do mình khâu mình cột, thì mình sẽ kéo cái vị trí buồng trứng nó đi ra chỗ khác cái bình thường của nó thì mình sẽ tìm khó. Hoặc là những trường hợp các chị cắt tử cung ngã âm đạo thì hai cái buồng trứng nó sẽ châu sát lại, nó nằm sát lại ở ngay cái mỏm cắt luôn, gọi là cái dấu hiệu hai cái buồng trứng hôn nhau đó, nó nằm sát, nó giống như cái nơ đó, nó nằm ngay chỗ cái mỏm cắt âm đạo đó chị. Thì đây là cái hình để các chị coi cách người ta tìm buồng trứng ha. Người ta sẽ cây cái mặt cắt ngang, người ta sẽ đưa cái đầu dò hướng về phía bên phải của bệnh nhân, hướng về phía mào chậu phải và về phía xương cùng phải, thì các anh chị sẽ thấy đây là cái tĩnh mạch hạ vị, buồng trứng nó sẽ nằm trên cái tĩnh mạch hạ vị và xung quanh nó sẽ có những cái nang nhỏ, và các chị sẽ tiến hành đo buồng trứng bằng ba kích thước ha. Đó là người ta đo buồng trứng bằng ba kích thước. Sau khi đã tìm được buồng trứng bên phải, các chị quay về lại mặt cắt ngang giống như bước 3, và các chị đưa cái đầu dò hướng sang bên trái để tìm buồng trứng trái. Đây là tĩnh mạch hạ vị, buồng trứng khi nào các chị thấy nó cũng nằm trên cái tĩnh mạch hạ vị. Rồi, bước thứ tư mình còn khảo sát thêm tai vòi, nó cũng nằm trong cái phần phụ buồng trứng nữa. Thì bình thường tai vòi các chị sẽ không có thấy, mình không thấy nó. Còn khi mà mình thấy, tức là tai vòi nó bất thường hoặc là nó có ứ dịch tai vòi. Đây ạ. Dịch thì nó có thể phản âm trống hoặc phản âm kém, nó sẽ là hình ảnh một cái cấu trúc phản âm trống hoặc kém, nó nằm bên cạnh buồng trứng, nó dạng hình ống, nó có thành dày và nó có những cái vách không hoàn toàn. Đó là hình ảnh của tai vòi mà khi nó ứ dịch, còn bình thường mình sẽ không thấy tai vòi. Hoặc là một số trường hợp mà khi trong ổ bụng có dịch thì mình có thể mình sẽ thấy hình ảnh cái loa vòi. Đây à, đây là buồng trứng, và bên cạnh buồng trứng mình sẽ thấy một cái cấu trúc nó phản âm hỗn hợp như thế này. Đây à, là những trường hợp mà bị áp xe phần phụ các anh chị, thì khi mà chị thấy tai vòi, tức là có bệnh lý ở tai vòi ha. Rồi, sau khi các chị xong bốn cái bước đó là các chị đã khảo sát được các cái cơ quan ở vùng chậu thường quy, thì mình sẽ thực hiện cái thao tác cuối cùng là mình kết thúc siêu âm, thì mình phải rút cái đầu dò ra và mình phải tháo cái vỏ bọc đầu dò và vệ sinh đầu dò. Ghi nhận kết quả thì mình sẽ mô tả những gì ạ? À? Mình sẽ mô tả tử cung, tư thế tử cung, kích thước, hình dạng. Tư thế thì có thể là ngã trước, ngã sau ha. Kích thước thì mình thường đo, mình sẽ đo cái DAB. Hình dạng thì mình sẽ mô tả tử cung đó hình dạng bình thường hay là tử cung đó nó có bất thường về hình dạng, chẳng hạn tử cung đôi hoặc là tử cung hai sừng, tử cung có vách ngăn. Rồi bất thường cơ tử cung nếu có, tức là nhân sơ tử cung hoặc là những cái bất thường khác, chẳng hạn như là nhân sơ nè, nội mạc dày nè. Rồi cổ tử cung nó có bất thường gì không? Bình thường thì mình sẽ không có mô tả là bình thường.
chỉ mô tả cổ tử cung khi có bất thường. Rồi hai buồng trứng thì các anh chị sẽ mô tả kích thước. Nếu có khối u buồng trứng thì mình sẽ mô tả ha, cái phần mô tả khối u này mình sẽ học ở một cái bài khác, tức là bài khối u buồng trứng. Tai vòi nếu bình thường thì sẽ không thấy, còn nếu các anh chị thấy thì có thể nó sẽ có là ứ dịch tai vòi hoặc là áp xe phần phụ thì mình sẽ mô tả. Dịch cuối cùng thì mình sẽ mô tả là có hay không có. Cuối cùng mình sẽ kết luận là chẩn đoán của mình là cái gì và chẩn đoán phân biệt là gì. Đó là mình đã đi hết 5 cái bước khảo sát thường quy vùng chậu. Bước 1 đó là chuẩn bị bệnh nhân. Bước 2 các anh chị sẽ khảo sát tử cung ở mặt cắt dọc giữa. Bước 3 thì các anh chị sẽ khảo sát tử cung ở mặt cắt ngang. Bước 4 các anh chị sẽ khảo sát buồng trứng và tai vòi. Bước thứ 5 này các anh chị sẽ ghi nhận kết quả lại. Thì sau cái bài này các anh chị phải nắm được cái gì? Mình phải chọn được cái đường siêu âm đúng để mình đánh giá vùng chậu. Ví dụ như bình thường mình sẽ siêu âm ngã âm đạo. Đối với những bệnh nhân độc thân thì mình có thể lựa chọn là trực tràng hoặc là siêu âm bụng. Những trường hợp mà những khối u lớn hoặc là những trường hợp tử cung kéo cao trong trường hợp mổ lấy thai thì các chị có thể sử dụng siêu âm đường bụng để có thể thấy rõ cái tử cung hơn. Rồi, mình phải biết cái cách định hướng của đầu dò âm đạo. Ví dụ định hướng trước, định hướng sau, đầu và đuôi để mình có thể chẩn đoán được, xác định được cái tư thế của tử cung nó là ngã trước hay ngã sau, bàng quang nó nằm ở đâu, trực tràng nó nằm ở đâu. Thì mình để chẩn đoán được cái tư thế của tử cung thì mình sử dụng cái cách đơn giản nhất là các anh chị dựa vào đáy của tử cung, nếu nó hướng về bàng quang thì là tử cung ngã trước, nếu một cái đáy tử cung mà nó hướng ra xa bàng quang về phía sau trực tràng thì là tử cung ngã sau. Và các chị thực hiện 5 cái bước siêu âm vùng chậu theo thứ tự để mình có một cái bước thường quy và mình gọi là thực hiện một cách thứ tự để mình tránh bỏ sót, chẳng hạn như mình quên khảo sát buồng trứng hay là mình quên khảo sát mặt cắt ngang của tử cung hoặc là mình quên những cái âm đạo đối với những trường hợp mà thai trứng hoặc là những trường hợp polio âm đạo thì mình phải có khảo sát âm đạo thì các chị mới thấy được cái hình ảnh đó và nắm được các cái hình ảnh bình thường của vùng chậu, ví dụ tử cung bình thường như thế nào, trực tràng như thế nào, âm đạo như thế nào, buồng trứng như thế nào, để khi mà nó có hình ảnh bất thường thì mình có thể nhận ra được và chẩn đoán được. Đấy, bài của em đến đây là hết rồi. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi.